Cho nên là đơn giản thôi, đây này, các trưởng nhóm, các trưởng phòng này, tất cả các bạn trưởng phòng của chúng ta thế, bản thân tôi cũng thế. Cái lúc đầu ấy, đâu là chúng ta không đứng lên này để nói được. Cho nên là sợ thuyết trình sư đứng trước đám đông. Vì vậy nguyên tắc là tập từ cái nhỏ nhất, không phải lên đây làm một cái buổi hội thảo mà lên đây chỉ làm MC giới thiệu đúng 5-7 câu thôi thì mới đâu cứ run run kệ nó, toát mồ hôi cũng được. Đó, không sao cả. Thế nhưng mà 3 lần toát mồ hôi, 3 lần run thì nó đỡ run hơn. Thì bắt đầu từ chỗ làm MC bắt đầu mình bắt đầu làm được một phần nhỏ. Thì sợ thuyết trình gì? Đứng thuyết trình, đứng nói, tập cái đó. Nó đây cô Hương này, thánh này, này ngày đầu cũng run mà. Đấy. Thì ai cũng thế mà. Cho nên là đừng để chiến thắng nỗi sợ thì làm chính sự sợ. Sợ thuyết trình thì tập nói và cứ nói nhiều lần là tốt. Sợ ma thì cứ đi ra chỗ tối ấy, đứng. Nếu mà rèn cái to đó rồi nó sẽ hết thôi. Vấn đề chúng ta có kiên trì làm cái đó hay không thôi. Chứ vừa làm một tí lại chạy vào khóc thét này, này ngất mất thì nó lại vẫn sợ.